Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúng ta xem thêm một câu số 4 nữa. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Rồi anh chị em chúng ta theo dõi, tôi sẽ đọc lại một lần nữa, từ câu số 1 đến câu số 4. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Nhưng thưa anh chị em, sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu rất là quan trọng. Và khi chúng ta hiểu biết về Chúa Giêsu một cách đúng đắn, chúng ta mới có cái niềm tin để dẫn đến sự cứu rỗi. Rất nhiều người tin vào Chúa Trời nhưng họ không tin vào Chúa Giêsu. Hoặc họ có thể chỉ tin rằng Chúa Giêsu là một vị nhân hoặc là một vị tiên tri, nhưng họ không tin và Chúa Giêsu là Chúa Trời. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ để cho anh chị em hiểu rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là một vị nhân, Chúa Giêsu không phải chỉ là một tiên tri. Bởi vì thực ra tiên tri thì không nhất thiết phải là trời, là Chúa Trời. Và Chúa Giêsu còn là Đức Chúa Trời nữa. Trong sách Giăng chúng ta vừa đọc ấy, thì sứ đồ Giăng cái từ đầu tiên mà ông viết đó là gì? Ban đầu. In the beginning, ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh với một cái câu kinh thánh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Trong cái cuốn sách kinh thánh của chúng ta có đây, quyển to để ở đây này. Thì cái sách đầu tiên là sách Sáng Thế Ký, và cái chương đầu tiên ấy, là chương số 1 ấy, thì là bắt đầu bằng chữ gì? Chiếu dùm màn trên PowerPoint. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đây là đoạn 1 câu số. Câu số 1 là câu đầu tiên. Tức là bắt đầu của cái quyển sách kinh thánh của chúng ta đấy là một cái chữ là ban đầu, in the beginning. Và trong sách Giăng chúng ta vừa nghe là ban đầu có ngôi lời cũng bắt đầu bằng chữ in the beginning, tức là ban đầu, khởi sự. Thế thì chúng ta so sánh hai cái câu kinh thánh này để chúng ta sẽ suy niệm xem tại sao kinh thánh lại ghi như vậy. Ban đầu thì Đức Chúa Trời dựng lên trời và đất. Rồi trong sách Giăng nó là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cái từ lời ấy, ngôi lời trong tiếng Anh là word, W-O-A-O-R-D, là lời nói, là lời. Lời là vô hình, có phải không anh chị em? Có ai nhìn thấy lời không? Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu lời, chúng ta không nhìn thấy lời. Bởi lời là một dạng vô hình, giống như suy nghĩ là một dạng vô hình. Nhưng ở đây đồng nghĩa ngôi lời với gì? Với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở nên hữu hình khi nào anh chị em? Khi Chúa Giêsu được hình thành trong bào thai Mary thì Chúa Giêsu trở nên hữu hình. Nhưng trước khi Chúa Giêsu được hình thành trong bào thai của Mary thì Chúa Giêsu là vô hình. Điều này chúng ta cần phải hiểu. Trước khi Chúa Giêsu được hình thành trong bào thai của Mary thì Chúa Giêsu là vô hình, cùng Đức Chúa Trời, và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và lời đấy đã trở nên xác thịt ở giữa loài người. Vậy là nhiều người có thể suy nghĩ rằng Chúa Giêsu bắt đầu chính thức tồn tại từ khi nào? Một số người nghĩ rằng là Chúa Giêsu bắt đầu tồn tại từ lúc Ngài Giáng sinh. Giáng sinh là thời điểm Chúa nhập thể, chứ không phải là thời điểm Chúa tồn tại. Trước khi Ngài hình thành trong bào thai Mary thì Ngài đã tồn tại dưới dạng Kinh Thánh gọi là lời. Lời là vô hình, hay là cách khác là không ai nhìn thấy Ngài từ trước khi Ngài nhập thể. Cái đây ngay mình học trong thân thể loài người, không ai có thể sờ động vào Ngài hết trong thân thể loài người. Cho tới khi Ngài sinh ra trong thân xác Mary thì Ngài như một con người y như chúng ta, không khác gì chúng ta. Chúng ta xem nhé, chúng ta có sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký, nói rằng là ban đầu có ngôi lời. Vô
hình nhưng mà Ngài tồn tại từ muôn thuở. Cái ký tự Alpha là ký tự đầu tiên trong tiếng Hy Lạp và Omega là ký tự cuối cùng trong tiếng Hy Lạp. Đối với tiếng Anh bây giờ chúng ta quen thuộc hơn, đó là từ A đến Z, A to Z, và từ A đến Z. Khi mà nói rằng từ A đến Z có nghĩa là gì? Đầu tiên và là cuối cùng, là khởi đầu và là chung kết. Trái đất của chúng ta thì có điểm khởi đầu, có thời điểm khởi đầu. Con người chúng ta cũng có một thời điểm của khởi đầu, chứ chúng ta không tồn tại từ muôn thuở. Chúng ta sẽ tồn tại đến muôn thuở, nhưng chúng ta không tồn tại từ muôn thuở. Cái này có nghĩa là gì? Chúng ta có một điểm khởi đầu. Đối với chúng ta ngày hôm nay là điểm khởi đầu đó là cái nào? Cả anh chị em được hình thành trong bào thai của bố mẹ, của mẹ. Đó là điểm khởi đầu. Còn loài người của chúng ta có một điểm khởi đầu, đó là khi Chúa tạo nên Adam và Eva. Còn chúng ta không có điểm kết thúc, bởi vì sau khi chúng ta chết về phần thể xác thì linh hồn của chúng ta sẽ kéo dài đến mãi mãi, đến đời đời, hoặc là trên kia hoặc là xuống dưới đây. Chúng ta có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Nhưng mà Chúa thì có, không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc. Cái cụm từ Alpha và Omega có nghĩa là những cái gì mà khởi đầu của con người thì Ngài đã tồn tại từ trước đó. Những cái gì là kết thúc của con người thì Ngài còn đến mãi mãi, cho nên Ngài có một cái từ đó là đời đời. Chúa là đời đời. Đời đời trong tiếng Anh là eternal, eternity. Đời đời, Chúa là đấng đời đời, mãi mãi, vĩnh viễn, forever, everlasting. Những cái từ như vậy để mô tả về tính hằng hữu của Chúa. Không ai tạo ra Ngài và Ngài không bao giờ mất đi. Chúa là đấng bất diệt, tự tồn tại và tồn tại mãi mãi. Thế cho nên Chúa Giêsu có phải là đấng đó hay không? Chúa Giêsu có phải là đấng có từ khởi thủy và còn đến mãi mãi không? Và Ngài có phải là đấng đời đời, không bao giờ có kết thúc hay không? Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài tự xưng Ngài là Alpha và Omega, là khởi thủy của muôn loài vạn vật và là chung kết của muôn loài vạn vật. Bây giờ chúng ta xem trong sách Colossae đoạn 1 câu 15 đến 19. Ấy chính Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Có một số người nghĩ rằng Chúa Giêsu, dạy rằng Chúa Giêsu là tạo vật. Nhưng mà Kinh Thánh nói Chúa Giêsu không phải là tạo vật, mà Chúa Giêsu là đấng sáng tạo. Trong cái khái niệm của người Việt Nam của chúng ta có tin vào đấng sáng tạo không? Cái niềm tin ấy đi từ vào trong cả thơ ca nữa. Trong cái bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam mà Bác Hồ soạn dựa trên bản tuyên ngôn của Mỹ ấy, thì cái câu đầu tiên trong cái bản tuyên ngôn đó là gì ạ? Tạo hóa. Biết đâu đấy có phải từ đầu tiên không? Tạo hóa cho con người những quyền tự do, trong đó có quyền tự do, quyền để mưu cầu hạnh phúc. Nhớ đại ý như vậy rồi chị em, ai nhớ giúp tôi. Bác Hồ dùng từ gì? Tạo hóa. Rồi người Việt của chúng ta có cái khái niệm về đấng tạo hóa không ạ? Từ trong bản hình tướng sĩ dành định phận tại sách trời, khái niệm về đấng tạo hóa, cái khái niệm về ông trời là cái khái niệm đã tồn tại rất lâu đời trong người Việt Nam của chúng ta. Cái vấn đề là Chúa Giêsu có phải là đấng tạo hóa hay không? Nếu Chúa Giêsu không phải là đấng tạo hóa thì con người không được thờ Ngài. Nếu Chúa Giêsu là đấng tạo hóa thì con người phải thờ Ngài. Hãy xem Kinh Thánh trong Colossae 1 nói rằng ấy chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Câu 16: vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời. Trên trời là những gì? Mặt trời, mặt trăng này, các hành tinh này, và các vì sao, giải ngân hà. Dưới đất là con người chúng ta này, sông núi, rồi các động vật vân vân. Vật thấy được, vật không thấy được, vật không thấy được là bao gồm cả thiên sứ và thế giới ma quỷ. Chúa không tạo ra ma quỷ, nhưng mà Chúa tạo ra thiên sứ, và thiên sứ đã sa ngã trở thành ma quỷ. Đều bởi ai? Xin lỗi, hoặc vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Chúa Giêsu có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của hội thánh. Ngài là đấng
Ngài là ban đầu sinh trước nhất từ trong kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng, vì chương Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa ở trong Ngài. Kinh Thánh nói gì về Chúa Giêsu? Chúa Giêsu là đấng tạo nên muôn vật. Như vậy chúng ta đã rõ chưa anh chị em? Chúa Giêsu không phải là đến cách đây 2000 năm, tức là chúng ta tính là năm thứ nhất của công nguyên Ngài mới tồn tại và Ngài là tạo vật. Ngài sinh ra trong thân xác của con người là Mary, nhưng Ngài là đấng tạo ra Mary. Đây là điều rất ít người biết. Mary sinh ra Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại là Chúa của Mary. Mary là mẹ Chúa Giêsu, nhưng Ngài lại là đấng tạo lên Mary. Cho nên Mary phải thờ lại Ngài, chứ không có chuyện Ngài thờ lại Mary. Mary chỉ như một chiếc bình, như một công cụ để từ đó đấng tạo hóa nhập thể để trở thành con người. Nếu như Ngài không chọn Mary thì Ngài đã chọn người khác để nhập thể. Cho nên Mary là một người nữ được ơn, chứ Mary không phải là đấng cứu hộ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không cầu nguyện với Đức Mẹ Mary và cũng không thờ Đức Mẹ Mary. Chúng ta chỉ tôn trọng Đức Mẹ Mary, cũng giống như tôn trọng Joseph, tôn trọng các thánh đồ như Phaolô rồi các sứ đồ khác. Chứ chúng ta không có thờ họ, không có cầu nguyện với họ và không cần phải thông qua họ để đến gần Chúa. Rồi trong sách Giăng đoạn 1 chúng ta nghe từ lúc ban đầu đấy. Câu 3 thì nói rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, không vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Muôn vật đã bao gồm tất cả những gì chúng ta thấy được, những gì chúng ta không thấy được. Những gì trong quá khứ, những gì trong hiện tại, những gì trong tương lai đều bởi Ngài, do Ngài và do Thái, do Chúa Giêsu. Con người Giêsu bằng xương bằng thịt mà mọi người đều sợ nắm được Ngài khi Ngài còn ở trên trái đất này. Đương nhiên chúng ta bây giờ thì không, bởi vì chúng ta đã sống cách Chúa Giêsu hơn 2000 năm rồi. Một con người bằng xương bằng thịt đó, không ăn thì đói mà không uống thì khát, không ngủ thì mệt, đánh thì đau đấy. Cái con người bằng xương bằng thịt đó chính là đấng tạo hóa của một loài vạn vật. Cho nên khi Ngài đến thế gian này, Ngài nói ta chính là đấng tạo hóa, ta chính là đấng Messiah. Trước khi có các người, trước khi có tổ tông các người thì ta đã tồn tại. Người Do Thái họ rất là xúc phạm, họ thấy không? Ông này, bố mẹ ông tôi biết, anh chị em ông tôi biết, ông là ai mà lại dám sức gọi là họ dùng cái từ gọi là lập ngôn, blasphemy. Ông là ông lộng ngôn, ông là người mà lại dám xưng mình là trời. Người ta không chấp nhận điều việc đấy. Trong tất cả con người trên trái đất này, chỉ duy nhất Chúa Giêsu vừa là người và vừa là trời, vừa mang thân xác của con người mà lại vừa là Chúa Trời. Ở đây cũng là điều mà nhiều người không chấp nhận được. Làm gì có chuyện người vừa là người vừa là thần. Là thần mà người là người, chứ làm gì có vừa là người vừa là thần. Nhưng nếu như vị thần tối cao đó mà không trở thành con người thì không thể chết thay và cứu cho con người được. Và cách duy nhất để Ngài chết thay đó là Ngài phải trở thành con người để có thể cứu được con người, mang lấy thân thể xác thịt, mang lấy thân thể yếu đuối y như chúng ta, để rồi có thể cứu cái con người yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy xem trong sách Matthew đoạn 28 câu số 19, anh chị em cùng đọc với tôi. Này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi, hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lạy Ngài. Sau khi Chúa Giêsu sống lại thì các môn đồ làm gì với Chúa Giêsu? Thờ lạy Chúa. Quý vị có hiểu cái từ thờ lạy không? Cái từ thờ lạy đó là trong tiếng Anh là worship. Thì cái từ này đó, đối với người Do Thái đấy, họ chỉ dành cho một đối tượng duy nhất thôi, đó là Đức Giê-hô-va, Đức Yahweh, một cái cách phiên âm khác của Đức Giê-hô-va được đọc là Yahweh, một cái cách phiên âm khác của chữ Giê-xu là Yeshua theo tiếng Hebrew. Các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu họ thuộc về chủng tộc nào trên thế giới anh chị em? Đó là người Do Thái, là người biết rất rõ vào Kinh Cựu Ước và biết điều răn của Chúa. Một điều răn đầu tiên Chúa dạy cho dân Israel là: trước mặt ta ngươi không được thờ một thần nào khác, chỉ thờ một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Vậy sau khi Chúa Giê-xu sống lại, các môn đồ thờ ai? Thờ lệnh Chúa Giê-xu
Như vậy những người Do Thái lại đang muốn nói điều gì? Đức Giê-xu này chính là Đức Giê-hô-va. Bởi vì trong điều răn của Chúa Giê-hô-va dành cho họ là không được thờ ai khác, chỉ thờ một mình Đức Giê-hô-va. Nhưng mà sau khi Chúa Giê-xu sống lại thì các môn đồ lại thờ Giê-xu. Như vậy là họ đang nhìn nhận Đức Giê-xu này chính là Đức Giê-hô-va hiện thân thành người. Chúa Giê-xu có bảo không được, không được, các con đừng làm như thế không? Ta không phải là Giê-hô-va, các con không được quỳ lại ta. Chúng ta hiểu cái khái niệm giữa việc tôn kính và việc thờ lại là khác nhau. Chúng ta có thể tôn kính bất cứ người nào, tôn kính, tôn trọng bất cứ một người nào ở trên trái đất này. Nhưng mà cái khái niệm về thờ lạy chỉ dành duy nhất cho thần. Cho nên tại sao Chúa dạy chúng ta là không được thờ người chết? Chúng ta có thể tôn kính những người chết, trong đó có ông bà tổ tiên của chúng ta. Chúng ta có thể tôn kính những anh hùng dân tộc, tôn kính những người có công cho đất nước, nhưng mà chúng ta không được thờ lạy bất cứ một con người nào, dù đó là bố mẹ chúng ta. Bởi vì khái niệm thờ lạy chỉ dành duy nhất cho thần thôi. Chỉ dành duy nhất cho thần. Và đó là khi chúng ta thờ phượng Ngài là đứng chân thần ấy, thì chúng ta đang thờ phượng với một niềm tin đúng đắn. Để chúng ta xem Hebrew đoạn 1 câu số 6. Anh chị em cùng chung đọc với tôi. Còn khi Ngài đưa con vào đồng lòng và xin lỗi, chúng ta đọc lại. Cái từ con ở đây là từ viết hoa để chỉ đến Đức Chúa Con, tức là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng khởi sự. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy con. Khi Đức Chúa Trời đưa Chúa Giê-xu đến thế gian này thì Kinh Thánh nói sao? Mọi thiên sứ phải thờ lạy con. Quý vị thấy không ạ? Có con người thờ lạy Chúa Giê-xu này, và có thiên sứ thờ lạy Đức Chúa Giê-xu. Tà giáo chứng nhân Giê-hô-va họ dạy rằng là Giê-xu là hiện thân của thiên sứ trưởng Mi-ca-ên. Không biết họ lấy đâu cái cơ sở nào, kinh thánh nào để họ dạy như vậy. Nhưng mà chứng nhân Giê-hô-va đấy là một dạng tà giáo. Họ dạy rằng là Giê-xu là hiện thân của thiên sứ trưởng. Điều đó là một cái điều sai lệch. Kinh thánh nói sao? Các thiên sứ phải thờ lạy Đức Chúa Giê-xu. Nhưng quý vị thấy không ạ? Con người thờ lạy Chúa và thiên sứ thờ lạy Ngài. Chúng ta xem tiếp câu chuyện ở trong sách Giăng đoạn 9 câu 35 đến câu số 38. Đây là câu chuyện về cái người mù được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu nghe báo họ đuổi ông ta, tức là sau khi ông mù này được chữa lành ấy, thì những người ghen ghét Chúa Giê-xu mới đuổi cái ông này ra ngoài cái hội đường của họ. Ngài tìm ông và nói: ngươi có tin con người không? Chúa Giê-xu nhận mình là gì? Là con người. Khi Ngài đến thế gian, Ngài là con người giống như chúng ta. Trước khi Ngài đến thế gian thì Ngài tồn tại ở dạng lời, ngôi lời vô hình. Nhưng khi Ngài đến thế gian, Ngài tồn tại ở dạng con người là hữu hình. Còn sau khi Ngài sống lại thì sao? Ngài tồn tại ở dạng biến đổi, không còn cái thân thể giới hạn như con người bình thường chúng ta nữa. Để chúng ta xem tiếp. Ông trả lời và nói: lạy Chúa, người ấy là ai để con tin? Đức Chúa Giê-xu nói với ông: người đã thấy người, đó là người đang nói với người. Ông nói: lạy Chúa, con tin. Rồi ông làm gì? Ông quỳ xuống và thờ lạy Đức Chúa Giê-xu. Ông quỳ xuống và thờ lạy Đức Chúa Giê-xu. Có bảo rằng: đừng làm như thế, ta không phải là Chúa Trời đâu mà thờ. Chúa Giê-xu làm như vậy mà chị em. Ông quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu có tiếp nhận sự thờ lạy đó không? Hãy nhớ rằng tôi đã phân tích cho anh chị em là chỉ có một đối tượng duy nhất đối với người Do Thái để thờ lạy, đó là Đức Giê-hô-va mà thôi. Cho nên họ không bao giờ quỳ lạy trước bất cứ một con người nào, một hình tượng nào đối với người Do Thái. Và lúc này những người Do Thái lại đến quỳ lạy thờ lạy Đức Chúa Giê-xu, điều đó chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Giê-hô-va, và Chúa Giê-xu chấp nhận điều đó. Để chúng ta xem thêm một câu kinh thánh nữa trong sách Luca đoạn 24 câu số 52. Môn đồ làm gì ạ? Thờ lạy Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ làm gì? Chúa Giê-xu thờ lạy Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta, những người mà mới tin Chúa,
thì chúng ta quen với cái hiểu cái khái niệm thờ lạy. Người Việt Nam phải thờ lạy là cứ phải có cái bát bàn thờ này, có cái bát nhang này, có cái hương cắm này mới là thờ lạy. Thực ra sự thờ lạy nó không phải chỉ là cái bàn thờ, cái bát nhang, bát hương với con với quả chuối mình để như đấy thì mình cắm đâu. Cái sự thờ lạy đây là gì? Nó biểu hiện ra bên ngoài bằng rất nhiều hình thức, có thể người ta quỳ xuống trước Chúa và bày tỏ cái lòng tôn kính, rất tôn kính đối với Chúa. Có thể người đó nằm sấp mặt, con người đó có thể đứng dậy giơ tay để hướng về Chúa, để dâng trọn sự tôn kính cho Chúa. Thì cái từ thờ lạy đây nó mang ý nghĩa rất là nhiều ở cái biểu hiện của việc quỳ xuống. Các môn đồ đến là gì? Thờ lạy Chúa Giêsu, anh chị em thấy không? Chân bất cứ một ai dạy anh chị em là không được thờ lạy Đức Chúa Giêsu thì đó là đạo lý của quỷ dữ và chúng ta cần phải cẩn thận. Và bây giờ nó đang tràn lan khắp mọi nơi. Chứng nhân Giê-hô-va chối bỏ thần tính của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Đạo Mormon cũng sản sinh ra từ Cơ Đốc giáo. Và rất nhiều các tôn giáo khác, rất nhiều những cái niềm tin khác, họ tự nhận mình, họ sử dụng quyển kinh thánh của chúng ta đây, và sau đó thì họ biến tướng, họ bỏ bẻ tâm, họ bóp méo đi trở thành cái tôn giáo của họ. Và xin nhớ anh chị em một điều này nhé, tà giáo không có nghĩa là bị nhà nước chống đối thì mới là tà giáo, còn cái nào mà nhà nước chấp thuận thì là chính giáo. Nhà nước Việt Nam hay bất cứ một nhà nước nào trên thế giới không có đủ thẩm quyền để khẳng định một người là tà giáo hay là chính giáo theo cái khái niệm của kinh thánh. Còn có những tôn giáo, có những nhóm nhánh họ được nhà nước chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ không phải là tà giáo, mà cũng có những nhóm nhánh không được nhà nước chấp nhận đấy, không có nghĩa là họ là tà giáo đâu. Cho nên là tà giáo hay không nó phụ thuộc vào cái khái niệm của kinh thánh, định nghĩa của kinh thánh, chứ không phải là định nghĩa của một tổ chức bên ngoài. Bởi vì kinh thánh mới có quyền để khẳng định được đơn vị nào là thuộc về tà giáo hay không, chứ không phải là một cái người không tin kinh thánh, không biết về kinh thánh có khẳng định những người khác là tà giáo hay không tà giáo. Cho nên nhân dân của chúng ta đôi khi là cứ nghe thấy đài báo nói cái này tà giáo là mình dễ tin, và những cái tổ chức không có nhà nước, họ không có chống đối được cho phép hoạt động thì chúng ta nghĩ không phải là tà giáo. Thực ra rất nhiều tổ chức được phép hoạt động ở đất nước Việt Nam này, nhưng mà trong cái gì của kinh thánh họ là tà giáo, trong đó có cả chứng nhân Giê-hô-va. Cho anh chị em phải cẩn thận tuyệt đối với điều này. Rồi Chúa Trời Mẹ An Giao Hồng, rồi Tân Thiên Địa, rồi ở Việt Nam chúng ta lại có một cái nhánh của người Hồng Kông, đó là Dương Văn Mình. Ông này xưng mình Giê-xu nhập thể cho tất cả mọi người phải nghe ông ấy. Đó. Rồi ông An Sa Hồng ở Hàn Quốc như thế. Ông này cho ông Chúa Giê-xu nhập vào ông ấy. Rồi bà Dương Hứng Bân ở bên Trung Quốc hình thành cái giáo phái Tiên Chức Phương Đông ấy, nó có tên rất kinh thánh, đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đó, bà ấy cũng nhận là Giê-xu nhập thể trong bà ấy giữ cái bí mật và có quyền để mở các ấn thế, cho nên là mọi người phải nghe bà ấy, nếu không nghe thì sẽ bị tai họa nọ tai định quả. Và chúng ta cần phải cẩn thận với tất cả những điều đó. Chúa Giêsu là trời, là Chúa Trời trở thành con người. Cho nên ai chối bỏ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì người đấy đang chính chối bỏ Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, chúng ta xem lại trong sách Giăng, chiếu lại trong sách Giăng đoạn 1. Câu số 4. Anh chị em cùng nhau chúng ta với tôi. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hé để lấy sự sáng. Thứ nhất, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng vô hình, lời vô hình đó đã trở nên xác thịt, đã trở thành con người, Chúa Trời đã trở thành con người. Thứ hai đó là Chúa Giêsu là gì? Theo câu kinh thánh này, Chúa Giêsu là gì? Ngài có gì và Ngài là gì? Ngài là sự sống và sự sáng, và Ngài có sự sống và sự sáng. Hay nói cách khác là Ngài, bản chất thật của Ngài là sự sống và sự sáng. Nó khác với việc có sự sống và sự sáng, hai cái này khác nhau nhé. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Chúa
chúng ta là nữ hoặc nam nên chúng ta không có vừa nữ vừa nam đúng không ạ? Anh chị em là nữ, sinh ra là nữ, là nữ sinh ra là nam, là nam, chứ chúng ta không có vừa nữ vừa nam, có phải không anh chị em? Nhưng một người nữ có thể mang một cái đặc điểm nào đó của người nam. Ví dụ như người nữ mà có cá tính mạnh mẽ, người ta hay nói con bé này nó trông như đàn ông, tức là ý muốn nói làm sao, cái cách cư xử, cái tính cách rất mạnh mẽ. Hay là một người đàn ông mà yếu đuối thì người ta bảo thằng này cũng như đàn bà, tức là ý nói cái tính cách yếu đuối. Khi nói ví như đàn bà này nói đến yếu đuối chứ không nói đến cái sự mềm mại nhẹ nhàng. Mềm mại nhẹ nhàng nhã nhặn thì đấy là cái đặc điểm tốt. Thì chúng ta là nam nhưng mà chúng ta có thể có cái đặc điểm của người nữ, nhưng mà chúng ta không phải là nữ mà chúng ta là nam. Chúng ta là nữ có thể chúng ta mang đặc điểm của đàn ông nhưng chúng ta không phải là nam mà chúng ta là nữ. Anh chị em hiểu chưa? Mình là nam thì vẫn là nam và mình là nữ vẫn là nữ. Thế thì khi nói rằng Chúa Giêsu có sự sáng với Chúa Giêsu là sự sáng, hai cái khái niệm thì có gì khác nhau? Khi nói rằng Chúa Giêsu là sự sáng, tôi nói Chúa Giêsu là chân lý. Còn Chúa Giêsu có sự sáng thì có thể là Ngài vừa có sự sáng và vừa có sự tối. Trên đời này có rất nhiều người nhận mình là chân lý, có chân lý của Chúa, nhưng thực ra họ có chân lý nhưng họ không phải là chân lý. Anh chị em hiểu điều tôi nói này, tôi đang phân tích cho anh chị em này. Có rất nhiều người có chân lý nhưng họ không phải là chân lý. Sự khác biệt đây là gì? Có chân lý có nghĩa là có những cái lời họ nói rất đúng, không có sai. Bởi vì nếu như họ nói mà sai tất cả thì không ai nghe. Có những lời họ nói rất đúng nhưng họ không phải là chân lý, họ chỉ có chân lý thôi. Tức là một phần trong lời giảng dạy của họ, một phần trong đời sống của họ là đúng, nhưng mà không phải con người của họ là chân lý. Khi chúng ta nói chân lý, Chúa Giêsu nói ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Chân lý là gì anh chị em? Đúng 100% là chân lý. Anh chỉ đúng một phần, anh không phải là chân lý. Anh phải đúng 100% anh mới là chân lý. Hãy nhìn nhận lại những con người từng tự xưng mình là chân lý, họ có đúng 100% không? Chân lý không bao giờ sai và không có một chút sai nào hết. Hãy nhìn lại những con người tự xưng mình là chân lý, họ có những lỗi lầm không? Chân lý không bao giờ thay đổi, luôn luôn đúng ở trong mọi thế hệ, quá khứ, hiện tại, tương lai, đối với nam với nữ đều như vậy. Chân lý luôn luôn đúng trong mọi thế hệ và đúng với tất cả mọi đối tượng. Hãy nhìn lại những con người tự nhận mình là Giêsu hay tự xưng mình là chân lý, có phải như vậy không? Chúa Giêsu không phải chỉ là có sự sáng mà Chúa Giêsu là sự sáng. Chúa Giêsu không phải chỉ là có sự sống nhưng mà Ngài là sự sống. Anh chị em ạ, câu số 4 nói là trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng cho loài người. Mà Ngài có sự sống nhưng mà chưa đủ, Ngài còn là sự sống nữa. Ngài có sự sáng chưa đủ nhưng mà Ngài còn là sự sáng nữa. Nên khi anh chị em đặt để đức tin của mình với Chúa Giêsu là chúng ta được gắn mình vào trong đấng của nguồn sống và nguồn sáng. Và nếu mà là sự sống, sự sáng thì nó phải thể hiện đấy. Sự sáng thì nó sẽ làm gì? Xua tan cái gì? Xua tan bóng tối. Còn sự sống nó sẽ đẩy lùi cái quyền lực của sự chết. Chính vì vậy khi Chúa Giêsu ở trên đất này, và thậm chí ngay cả bây giờ những người tin Chúa Giêsu, họ vẫn còn thể hiện bản chất sự sống, sự sáng của Chúa Giêsu bằng cách là gì? Cầu nguyện cho rất nhiều người bị bệnh tật ở chỗ này, gọi người chết sống lại, trục xuất tà ma ra khỏi những người mà bị quỷ ám. Chứ không phải chỉ một lý thuyết xuông nhé, một mớ kiến thức lý thuyết ở trong sách vở đấy anh chị em nhé. Chúa Giêsu đến thế gian này không phải chỉ giảng bài những cái lý thuyết ở trong sách vở, Ngài thể hiện lý thuyết đó bằng thực tế, bằng sự sống. Bởi vì Ngài là sự sống thì sẽ đẩy lùi sự chết, Ngài là sự sáng sẽ đẩy lùi bóng tối. Điều đó là chắc chắn anh chị em ạ. Chứ không phải chỉ một mớ lý thuyết xuông, đấy là điểm khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và nhiều tôn giáo khác. Anh chị em đang ở trong đạo của Chúa là đạo của sự sống và sự sáng.
và bản chất của sự sống, sự sáng đang thể hiện trong Chúa Giêsu qua mỗi một chúng ta. Chúng ta xem trong Ma-thi-ơ 28:16. Ngài không ở đây đâu. Ngài làm sao? Ngài đã sống lại y như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ này nào. Quý vị thấy trên đời có ai chết đi sống lại? Không có một con người nào chết đi sống lại và sống lại mà. Giỏi đến mấy, tốt đến mấy cũng chết đi và làm gì trong hồ. Duy nhất Chúa Giêsu chết đi và sống lại, bởi vì bản chất sự sống ở trong Ngài khiến cho thân thể Ngài được phục sinh, và bản chất sự sống đó khiến cho đẩy lùi cái quyền lực của sự chết. Đó là một cái niềm tự hào cho mọi người chúng ta. Chúng ta xem Công vụ đoạn 2 câu số 24. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Ngài giữ quyền của nó được. Sự chết không thể nào giữ Chúa Giêsu được. Trong lúc Chúa Giêsu chết thì có 3 ngày sau Ngài sống lại. Và 3 ngày đấy, trong thời gian 3 ngày đấy, Chúa Giêsu đi đâu? Kinh Thánh nói là Ngài đi xuống âm phủ. Tại sao một đấng vô tội lại xuống âm phủ? Một thời điểm duy nhất Chúa Giêsu bắt buộc phải xuống âm phủ, chứ không phải là Ngài muốn xuống âm phủ nữa. Ngài bị đầy xuống địa ngục đấy, chứ không phải là Ngài tự nguyện xuống địa ngục đâu. Ngài bị đầy xuống địa ngục trong giai đoạn duy nhất 3 ngày đó thôi, bởi vì lúc đó là lúc Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi của cả nhân loại. Cho nên Ngài vốn không có tội, nhưng Ngài bị đầy xuống địa ngục bởi vì Ngài mang lấy tội lỗi của nhân loại và của chúng ta ở các tất cả thế hệ. Và sau khi lễ chuộc tội đã được thực hiện xong, thì đến ngày thứ 3, tức là vào đúng ngày Chủ nhật, Chúa Giêsu sống. Anh chị em thấy không? Thật mà Chúa nó chẳng có tay. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 20 đến câu số 23. Nhưng bây giờ đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu nguồn của những kẻ ngủ, vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy trong đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người đều theo thứ tự riêng mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, tới ngày đấng Christ đến những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống. Câu Kinh Thánh làm sao? Khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì người đấy trở thành một với Ngài. Nếu Ngài đã sống lại thì Ngài sẽ khiến cho chúng ta được sống lại. Nếu như chúng ta chết trước ngày Chúa Giêsu trở lại trái đất này, thì đến khi Chúa Giêsu trở lại chúng ta sẽ được sống lại về phần thân thể, chứ không phải phần linh hồn. Linh hồn chúng ta lên thẳng thiên đàng. Nhưng mà thân thể chúng ta, dù cho một người chết ở dưới biển hay ở bất cứ nơi nào, Chúa sẽ gom tất cả các xương cốt của chúng ta lại và biến hóa thành một thân thể hoàn toàn đổi mới. Còn nếu chúng ta đang sống mà Chúa Giêsu trở lại, thì cái thân thể tự nhiên đang bị giới hạn này, đang đói, đang khát, đang đầy dẫy những cái thèm muốn và khả năng của phạm tội này, ngay lập tức sẽ được biến đổi trở thành cái thân thể hoàn toàn mới giống như thân thể của Chúa. Và Ngài không phải chỉ có sự sống mà Ngài là sự sống. Ngài không phải chỉ là có ánh sáng mà Ngài còn là ánh sáng. Cho nên khi một người tin là Chúa Giêsu, người đó được gắn kết, được trở thành một giống như cái hình ảnh của người cưới vợ lấy chồng. Hai người là hai nhưng mà lại là một. Một người đàn ông với một người phụ nữ lấy nhau là hai người nhưng mà trở thành một, một mà lại là hai. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cũng giống như cưới Chúa Giêsu, mình trở thành một với Chúa. Mình vẫn là mình, Chúa vẫn là Chúa, nhưng mà mình lại trở thành một cùng với Chúa. Cho nên những cái gì mà Chúa có được chúng ta cũng có được. Ngài được biến hóa với thân thể phục sinh thì chúng ta cũng sẽ được biến hóa với thân thể phục sinh. Có hai điều duy nhất tôi muốn cho anh chị em nhớ trong bài giảng của tôi trong sáng nay. Thứ nhất là Chúa Giêsu chính là Chúa Trời trở thành con người. Chúa Giêsu là Chúa Trời trở thành con người. Và nếu Ngài là Chúa Trời thì con người phải thờ phượng Ngài. Ở đây ai biết ông Francis Hùng? Những người nào chịu khóa học về kinh doanh thì chắc biết ông. Có ai biết không ạ? Ông ấy rất nổi tiếng ở trên mạng. Ông ấy là trước kia là một người Cơ Đốc tin lành. Và sau đó ông ấy nghiên cứu Kinh Thánh, rồi ông nghe nọ nghe kia, làm sao cuối cùng bây giờ ông quay ra ông ấy bảo rằng Giêsu không phải là Chúa Trời cho con người không được thờ lại. Và ông ấy ảnh hưởng trên khá là nhiều người đấy.
trong đó có một ông cũng khá là nổi tiếng ở miền Nam, đó là ông Lê Đình Tuấn, rất giỏi. Rồi ảnh hưởng trên nhiều người nữa, tức là họ lấy một số câu kinh thánh từ đó ra, họ nghĩ rằng là Chúa Giêsu không phải là Chúa Trời. Cho nên trước khi họ hát những bài thánh ca ca ngợi Chúa Giêsu, bây giờ dừng hết không hát những bài thánh ca ca ngợi Chúa Giêsu nữa mà chỉ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nhưng họ không biết một điều rằng Giêsu chính là Đức Giê-hô-va trở thành con người. Các môn đồ thờ lạy Đức Chúa Giêsu, các thiên sứ thờ lạy Đức Chúa Giêsu. Cho nên bất cứ một nơi nào, bất cứ một tổ chức, một giáo phái, một nhóm anh nào mà chối bỏ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và bảo chúng ta không được thờ lạy Đức Chúa Giêsu, hãy nhớ rằng hãy tránh xa những tổ chức đó ra, bởi vì đấy là tà giáo. Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành con người. Và điều thứ hai chúng ta cần nhận biết đó là Chúa Giêsu có bản chất sự sống, chứ không phải là, chứ không phải chỉ là có sự sống. Ngài mang bản chất sự sống, Ngài là sự sống. Ngài mang bản chất của sự sáng, Ngài là sự sáng, chứ không phải chỉ có sự sáng. Cho nên nếu như thực sự Giêsu là đường đi, là chân lý, sự sống, thì cái bản chất đấy nó sẽ phải hoạt động, bởi vì sự sống sẽ không ngừng hoạt động. Có phải không anh chị em? Sự sống nó không ngừng hoạt động. Còn cái gì nó không có sự sống, nó không thể hoạt động nữa. Ví dụ như anh chị em nhìn thấy cái này nó có hoạt động được không? Không. Bởi vì nó không có bản chất sự sống. Nhưng mà cái này nó vẫn còn tươi, mặc dù là nó đã được ngắt ra khỏi nguồn sự sống, nó sẽ chết dần, nhưng mà nó vẫn còn có khả năng hoạt động phần nào. Nhưng mà cái này mà nó khi mà nó chưa được ngắt khỏi cái cây, cái gốc của nó, thì nó cứ sinh sôi nảy nở, nó cứ lớn lên. Cái lá này chết đi thì lá kia lại được sản sinh ra. Cho nên Chúa Giêsu có bản chất sự sống, cho nên sự sống đấy sẽ được sản sinh ra một cách liên tục và đầy dần. Cho nên nơi nào, đây cũng là một cái bài học để cách để thử nghiệm xem niềm tin của những nơi nào không có sự sống thì hãy đưa lên bàn cân và bàn thờ. Vì Chúa Giêsu là sự sống và là sự sáng. Sự sáng thì sẽ chiếu rọi. Nếu như Chúa của anh ấy thực sự là đấng sống thì có khả năng biến đổi con người. Còn niềm tin Chúa của anh mà không có khả năng biến đổi con người ấy, thì không phải là Chúa của sự sống và sự sáng. Chúa của anh là, nếu Chúa của anh là sự sống sự sáng thì có khả năng để thay đổi những con người bệnh tật, những con người bị tà ma ức hiếp để họ được tự do. Còn nếu Chúa của anh không có khả năng thay đổi điều đó, làm điều đó, thì không phải là của sự sống. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.